Ngày hôm nay 22 tháng 5, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa bàn thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Sau 14 ngày phong tỏa cách ly y tế, từ 9 giờ ngày hôm nay, khu vực từ tổ 1 đến tổ 7 với khoảng 350 hộ dân được dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai xã Hải Chánh và Hải Sơn thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, chuyển sang thực hiện theo tinh thần của chỉ thị số 19. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo huyện Hải Lăng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế và tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo đúng quy định.